Tiếp theo là mình sẽ tính cái giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu theo cái dữ liệu mà nó có tần số. Thì giả sử như mình có cái bảng tần số của cái số liệu thu thập được như sau. X1 nó có tần số là N1, X2 nó có tần số là N2, vân vân. XK nó có tần số là NK. Và mình lưu ý là tổng tất cả cái N1, N2 này đến NK là nó bằng N. Như vậy thì giá trị trung bình mẫu mình làm sao? Thì ở đây á, theo công thức á, thì mình sẽ lấy x1 n1 nhân x1 rồi cộng n2 nhân x2 cộng vân vân cộng tới nk nhân xk. Xong rồi tất cả cái tổng đó đó mình mới đem chia lại cho n thì ra được cái giá trị trung bình mẫu. Còn cái phương xe mẫu đó thì mình sẽ lấy x1 bình phương nhân cho n1 rồi cộng cho x2 bình phương nhân n2 rồi cộng dân dân cộng tới xk bình phương nhân cho nk. Xong rồi mình đem trừ cho n là cái x ngang bình phương, trừ x ngang là chỗ này. Không. Rồi tất cả cái đó rồi mình đem chia cho n trừ 1. Thì cái công thức phương sai này là công thức phương sai mẫu hiệu chỉnh. Về độ lệch chuẩn mẫu thì mình chỉ cần lấy căn bậc 2 của phương sai là được. Thì bây giờ mình bấm máy tính thì bây giờ mình bấm máy tính của cái ví dụ này, tính tính cái giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu của ví dụ này. Thì cái ví dụ này là nó cho cái khối lượng của một số trẻ 13 tuổi. Không? Một số trẻ 13 tuổi và nó thống kê thành một cái bảng dữ liệu theo tần số như thế này. Thì để tính các cái giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu á, thì ở đây mình có tính thử rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại cho các em xem nha. Thì đầu tiên đó là mình thực hiện chế độ thống kê một biến, tức là menu 61. Thì lúc nãy là do cái cài đặt ban đầu của mình đó là cái trường hợp thống kê một biến này nó chỉ có thực hiện cái cột dữ liệu ít thôi, không có cột tần số. Như vậy thì muốn hiện cái cột tần số ra thì em bấm Shift Setup mũi tên xuống số số 3 số 1. Thì lúc này nó hiện cái cột tần số ra nè, cột tần số và mình sẽ nhập dữ liệu vào. Bốn mươi tám là tần số nó là 5, 51 là tần số nó là 13 nè, 54 là tần số là 9 và 57 tần số là 1. Đó, sau khi mình nhập số liệu xong mình bấm AC ha, AC nè. Đó, thì bây giờ nó có hai cái cách tính, đó là cách mình tính cùng lúc các cái tham số này ra luôn. Thì ở đây mình sẽ bấm phím option này nè, rồi bấm số phím số 2 thì nó ra tất cả các cái giá trị của cái tham số này luôn. Mình chỉ chủ yếu mình chỉ quan tâm đến cái x ngang thôi và cái SX cũng như cái kích thước mẫu, không kích thước mẫu là 33 này, đúng rồi nè. Đó, thì ở đây thì mình sẽ quan tâm hai hai cái số là xin lỗi ba số là x ngang nè là trung bình mẫu, rồi S bình phương x là nó là 16, 3295 và cái độ lệch chuẩn mẫu mình bấm mũi tên xuống nữa là một chuẩn mẫu là 4,0410. Cái này làm tròn đó là 4,0410. Đấy là mình tính cùng lúc tất cả các cái tham số đó ra. Bây giờ nếu mà mình muốn tính từng cái tham số riêng lẻ thì mình bấm option nè, mũi tên xuống nè. Rồi mình chọn biến thống kê là số 2 nè. Rồi sau đó mình chọn số 1 là trung bình mẫu. Không, trung bình mẫu thì do cái máy tính mình đã làm tròn, nó mình đã thực hiện cái chế năng fit là làm tròn này rồi. Đó. Rồi bây giờ là mình tiếp tục tính cái độ lệch chuẩn mẫu, là bấm option nè, mũi tên xuống nè, số 2 nè, số 5 là độ lệch chuẩn mẫu, đúng chưa? Đấy. Thì tới đây thì cái phương sai mẫu là mình có hai cách tính, tức là nếu mà phương sai mẫu thì mình có thể
dùng cái S bình phương này mình thêm SX này mình thêm dấu bình phương nữa ra phương sai mẫu, đúng chưa? Hoặc là mình có thể là mình bấm option nè, mũi tên xuống nè, số 2 và số 4. Số 4 thì nó cũng ra phương sai mẫu ha. Thì đó, thì đây là cái cách tính độ lệch chuẩn mẫu và trung bình mẫu đối với cái dữ liệu mà theo tần số bằng cái máy tính 580 ha. Thế thì còn đối với cái máy tính 570, đối với cái máy tính 570 thì mình sẽ làm sao? Thì ở đây mình sẽ cũng thực hiện chế độ thống kê một biến, tức là mod 31. Tuy nhiên thì ở đây đó là nó chưa có cái cột tần số, vậy thì mình muốn lôi cái cột tần số ra thì mình bấm shift shift mod shift setup á, setup ha, rồi mũi tên xuống mình chọn số 4 là cài đặt cho thống kê đó ha, số 4, và mình sẽ bấm số 1 on là hiện tần số lên đấy. Thì lúc này đó thì nó cũng có hiện cái giá trị của x và tần số rồi. Bây giờ mình nhập dữ liệu vô giống như cái máy tính 580. Rồi mình di chuyển con chó lên để mình thay đổi cái tần số đó lại. Rồi sau khi mình nhập dữ liệu xong bấm AC ha. Rồi tính trung bình mẫu là bấm Shift nè. 1 nè. Chỗ cái biến thống kê là mình thấy chữ va đó là biến thống kê là 4 2, số 2 là trung bình mẫu. Được chưa? Rồi bây giờ mình muốn tính độ lệch chuẩn mẫu là Shift 1 4 4. Đây là độ lệch chuẩn mẫu. Đối với cái máy này thì muốn tính phương sai mẫu thì chỗ cái độ lệch chuẩn mẫu là mình di chuyển con chỏ lên đây mình bấm thêm dấu bình phương nữa là ra phương sai mẫu.